chiếc xe 23, 27 đâu bán hả? Mẹ thấy ổn, đúng không? Ở thành không mẹ thấy cái chiếc 50.000 đâu. Em có cái chiếc mà em nói là ổn không? Em à, anh muốn ra cái mẹ số là cái mẹ số trần đỏ như một đời mới rồi không? Mới hả? Có không khí hơn hả? À, rồi tên mới hả? Ra tên mới là có 1% để giữ xe không ta? 2% là về 20 triệu đúng không? Có gì về báo anh. Anh chuẩn bị tiền. Dạ em muốn Khi ổn nào nhiều phải em có đang một chịu ý khó trước nha. nha. Em thứ ba à, qua đây à, lần đầu là mới đến một người đây còn cầm tuồng đây, Nó ăn nhiều không em?
Nghe nói gì không? Mọi người xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tiếp tục cuộc hành trình ở đây đến đây thì chúng tôi sẽ kéo lưới để bắt cá. Và tại vì đây là lần thứ hai tôi làm cái chuyện ấy nên tôi kinh nghiệm không có nhiều mấy bạn không kể cho mình nha. Rồi tiếp đây. Rồi đi kéo đây. Dạ, buổi chiều mình kéo cá làm cái vò nhúng giấm nha các bạn.
Thấy không, kéo một đoạn này thôi. Ừ, chiến phía bên kia em, phía bên khúc này đang bên đây mới có cá nè, một khúc thôi, khúc bên đây nè, từ đó qua tiếp ra được rồi. Vậy bên kia đi, mua cá bên kia đi. Chuyển qua bên kia đi, đăng phím đây nè. Hơi khó kéo á, có dính cây xài phía trước nữa. Hồi tắm xong luôn, sợ gì, xuống đi. Đó, cá. Từ từ. Đủ. Đi sát bờ thôi. Ê, cái lưới gì kỳ vậy? Rồi, mẹ để. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, ừ. Cá quá trời cá luôn kìa. Phá đồ quỷ này dễ lắm mọi người ơi. Chừng cá nó đụng vào á. Xuống dưới đất luôn, dưới đất luôn đang. Dưới đất luôn, tới đất luôn, tới đất luôn. Tới đất dưới đất luôn á. Ừ. Bị cá đuổi. Cái gì đó bị cá cắn cô nghe. Hồi lên đó. Phải lên mất tiêu. Phải lên mất tiêu câu. Đi 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 ai chứ, đi ai chứ. Ồ, nó. Ồ. Anh Nghi không dính quá à. Dính rồi đó, xuống dưới đất luôn. Em để cây xuống dưới đất luôn. Kiếm chứ. Ồ, nhanh vô bờ, bên vô bờ nè. Dính bự rồi đó, dính bự rồi đó. Ủa, thôi, tao xuống nhiều dữ vậy. Rồi, dính cái cây, dở lên đi. Đi, đường nghe. Thôi, đi đâu chơi lại. Bự không? Con khỉ khô. Kê, kê. Thôi, nhỏ à. Nhỏ thiếu. Kéo lại đi thôi, hay vui quá, kéo lại đi. Cho nó ra đi, cá nó nhỏ lắm, đừng lấy. Thành quả còn đăng. Ừ, đây là thành quả còn đăng nè. Chụp cho nó cái hình đi. Khoan. Một, hai, ba, chụp nè. Rồi. Tiếp. Ê, qua phim đẳng á, khúc đẳng á. Kia còn con kìa. Còn cái này thả đi. Cái nhỏ mà. Nó chạy trơn hả? Nó chạy qua khúc vừa nước á. Kéo nhanh chút xíu. Không, tại cái lưới này ở trên bự xuống dưới nhỏ. Nắm cái đầu luôn á. Làm gì bắt cá kìa. Thanh niên này sợ cá cắn gì nè. Sợ cá đâu. Đi đường kia lại. Không, tại lưới này lưới cũ rồi, kéo khó. Lưới nó nhỏ hơn mương. Lưới này nó nhỏ hơn ha. Ừ, mấy chứ nó bự á. Từ từ. Đụng giò luôn á, đôi khi nó đâm giò luôn á. Đâm bự á. Ồ, đâm giò luôn á. Ừ, khúc đó đó, khúc qua khỏi khúc giữa đó. Khánh Khánh em ra phía bên đi kia em đập qua. Ừ, xuống khúc này được rồi. Em khúc này nè, khúc vừa nước nè, từ từ để cho anh Khánh nó phía bên kia nó đập nước qua bên đây nè. Không, bên chỗ cầu á. Tí này chưa thề không trời. Em làm sao mà bé nó cười quá trời vậy ta. Rồi đập nước đi Khánh. Em đứng chảo đi cho thằng Chiến nó. Rồi đứng ở đó đi.
Khánh à, đang đứng đó điền chiến nó qua chỗ em. Ừ, xuống đất, ừ đúng rồi. Có không? Thấy im gu đó. Ờ, thấy im gu thiệt. Chắc không có rồi. Có. Im gu không dính rồi. Ủa không dính con luôn chứ hay thiệt. Mua bả giờ đó. Hồi nãy em thấy thằng kia nó nhiều lắm á anh. Rồi bả nữa, đó đó đó, nó ụt quá trời luôn kìa. Đi 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 đi. Đưa đi lên bờ đi, đừng đi xuống dưới nước. Lần thứ hai làm chuyện ấy mà. Có ai kéo lên không? Heo mắc cạn nè bạn ơi. Heo mắc cạn. Ủa dịch buộc giò chứ vậy? Em để cây xuống dưới đụng đất dưới luôn á, đang em để trên trên nó không dính đâu. Xem mấy thanh niên kéo cá này các bạn, kéo nãy giờ không dính được cá bự. Ủa chưa thề luôn. Em sao kéo sao mà Thư nó cười em quá trời vậy. Để xuống, kéo xuống, kéo xuống sát luôn á. Sát đất luôn. Ừ. Thấy kinh nghiệm rồi, có kinh nghiệm rồi. Cái này chụp cá rồi, nó cá đi bò ra. Ừ, chụp luôn. Cá đụng chụp trời chụp ơi, cá luôn. Nó lùn vô trong háng á trời. Đi theo tôi á, tôi đi trước. Ừ đúng rồi, cho nó sát sát luôn, sát bào bên kia luôn. Ủa vô rồi đó, vô rồi đó. Ừ thẳng là ừ thẳng vậy đó đăng, thẳng vậy đó. Cho nó sát đất dưới đất luôn. Này giống như đi thực chiến vậy trời. Sát luôn à. Sát luôn đây rồi. Hấp vô nè, tại dính cây. Ê dính cây kìa, dính cây kìa. Cây đây đây cây có cây. Đó đó, em sát vô đó đi đăng, sát vô đó, sát luôn sát luôn. Sát sát bào luôn, sát bào luôn. Ừ sát bào đó luôn. Cây nó lừa. Rồi đi luôn. Cái không biết này. Ủa. Sao tôi làm hay lắm mà ta. Đổi vậy. Đổi người kéo rồi. Trời nó thôi. Cây qua. Cái đá lưới này nè, nó bị cuốn lên đó. Thì kéo nó xuống dưới sát dưới đây. Không, nó thẳng. Trời, không có cái gì nặng nặng dưới đó đó. Mấy thật ra là mình không phải mình không biết đâu. Tại vì hôm nay mình nhức đầu á các bạn, bây giờ không nổi á. Con heo bữa nay nhức đầu á. Ê phải kiếm kiếm cục đá nữa. Cái này nó có nặng rồi. Kiếm cục đá buộc cái dưới á. Dưới á. Ừ. Vậy. Kiếm cục đá cột dưới á mới. Thank you.
Kiếm cục đá cho nó nặng ở dưới, đựng cho nó đụng lên á. Lớp gạch nó chiếm. Ừ, cục gạch á. Mấy cục gạch ống của mình nó chiếm. Ba cục là đủ rồi. Có ăn xài không? Tí bẻ xài ăn nè. Đâm với ớt. Cái xoài này ngộ nó lớn rồi nó bể đít á, nó rụng trơn. Thì thôi á. Sau khoảng một tiếng. Một tiếng kéo lưới thì một tiếng đâu, một tiếng mới đây 15 phút. 15 phút. Rồi gì đó 10 phút à? 10 phút. Nè, đây 10 phút nè. À, sau khoảng 10 phút kéo lưới thì đây sức khỏe tôi không cho phép các bạn. Chứ kia là báo đồ quỷ này dễ lắm. Thì cái gì hẹn các bạn lần sau tôi sẽ giải các bạn một chầu linh đình luôn. Hứa luôn. Chầu gì mới được. Chầu mua cá ngoài chợ chứ cá này sao tôi biết bắt được. Vậy là hiểu rồi nha. Ở nhà đốt á, đốt để cho khói lên nó con sâu trên cây nó chết nó rụng xuống. Đó là theo dân gian hồi xưa vậy đó. Là khi mà xoài mình ra bông á là mình đốt vậy nè cho nó khói lên á, mấy con sâu trên cây nó chết nó rụng xuống. Cho xoài mình nó đậu trái nhiều. Dân chính hiệu luôn.